Hello, chào cả nhà ơi. Hôm nay Nhung Hà rủ cả nhà đi ra thu hoạch vịt quất cả nhà. Mà để qua cái chỗ hồng đang còn đẹp mà lại quay cho cả nhà xem cả nhà ơi. Tính là đi hái vịt quất, mình thấy cái bông này nó đổi màu nó chưa được bự lắm mà nó đổi màu, cái mình hái luôn đặng vô mình luộc ăn hoặc nấu súp gì đó trong xã mình ăn. Ôi ôi, đã chưa cả nhà, được ba bông cuối cùng đó. Bữa hôm được ba cái bông bự, hôm nay được ba bông cuối cùng mình hái luôn. À, bây giờ mình để hai cái bàn đây đi, đi ra để mình hái cái này, hái vịt quất cả nhà. Mà nó chưa chín nhưng mà có mấy trái hồng hồng mà mình thích ăn như vậy á, nó ngon. Đâu, ồ, trong đây nè, một trái nè. Trong đây có cái trái hồng nè. Ồ, trái này chín rồi nè, vừa vừa chín hườm hườm. Ừ, trong đây được một trái nè. Đó, ui trời, wow, được ba trái mận này cả nhà ơi. Mà cả nhà ăn mận, hay mận vườn nhà Nhung Hà. Bên trong nó ngọt, cái vỏ chua ngon quá. Nó thích ăn mặn vậy nè cả nhà, nó giòn ngon ghê. Năm nay mặn nhà Nhung Hà trái vừa bự vừa nhiều cả nhà. Trái ngọt không? Wow, ngon quá. Ít hôm nữa có mận tím bên đây ăn ha. Mình thấy người ta trồng mình cũng ham, mình cũng mua đủ kiếm. Cái mình này là năm năm thứ ba hay năm thứ tư vậy á, mình thấy năm nay là nhiều trái nhất. Ngon quá. Năm đầu tiên á là mình được 15 trái. Năm ngoái á, năm em luyến quá, được 15 trái, còn năm ngoái là mình thấy chắc cũng 30-40 trái lận. Năm nay là nhiều nhất cả nhà, chắc cả 100 trái. Đây nhà xem trái cũng nhiều lắm nè, cà chùm luôn, cũng không có thua kém gì mận của cái bạn của ông xã đâu nhà. Trời ơi, mà trái bự nữa nha, chứ không phải trái nhỏ đâu nè. Chùm chùm mà trái bự bự không này đó. Đây nữa này cả nhà, đó, úi trời, nó đung đưa quá trời, trên úi bên kia cả nhà. Đây nè, đó, trời ơi. Ui, chuẩn bị được hái mận ăn tiếp cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ hái mấy cây vịt quất. Đó, một cây bên đây. Lại ba cây mé bên đây cả nhà ơi. Ôi, cả nhà xem nè. Trái đã ghê chưa nè cả nhà. Đi tìm cái em nào mà nó chín nhiều mình hái, còn chưa chín thì mình lại trùm lại cả nhà. Rồi công nhận nha. Vịt quất năm nay trái bự bự không. Bội thu vịt quất cả nhà. Đó. Trái to ghê luôn à. Cái này là cái gì vậy? Chan lời gì đó cả nhà ơi. Chan gờ gì đó. Mình đây. Tiếng Mỹ của Nhung Hà thấy chán lắm cả nhà. Mình hiểu người ta nói nhiều chứ mà mình nói người ta chả hiểu gì. Nói chung người ta cũng hiểu nhưng mà hiểu đại khái thôi, chứ không phải là người ta, nhiều lúc người ta cũng hỏi lại coi mình nói cái gì. Phát âm không không đúng sẽ ra một cái nghĩa khác. Cái bữa mình hỏi cái câu gì á, cái chị quản lý chị nói what. Cái mình nói là ý vậy đó, cái nói ồ, người ta tưởng mình nói cả cái nghĩa kia, xong cười ha ha ha, nó đâu có. Khổ ghê vậy nha.
Nó ngọt, ngon quá là ngon luôn. Trời ơi, công nhận vịt quất gì mà đã. Năm nay đúng trái bưởi chán này. Cây này được nhiêu đây? Xong rồi chùm lại rồi nha ơi. Đây qua. Cái cây này quá trời quá đất luôn. Nhỏ hơn. Ủa cái cây này là blue crop nè. Sao trái nhỏ ta? Cái trái kia nó lại bự hơn blue crop á ta. Trái blue crop là cái cây mà chị Jen chỉ mình mua nè. Mà mình thấy trái quá trời nhưng mà lại trái nhỏ hơn mấy cái dạng kia hả? Trên chị trên trái bự lắm. Chắc là mình nghĩ nó chia năng lượng. Nhiều trái quá nó nhỏ rồi nha ơi. Mà công nhận cái này nhiều trái quá hả? Trái lủng lẳng quá trời cả chùm luôn. Đây. Có hái à, là vui rồi cả nhỏ ơi. Có cái này nó bự quá trời bự, ăn thử. Khoai trái bự. Ngọt mà thơm quá. Rồi bắt đầu làm một chén đi vô là bắt đầu làm một chén rồi ngồi ghép video. Ngày nào công việc của Nhung Hà là sáng dậy 6 giờ. Sau đó đi ăn sáng. Ăn sáng xong lật đật chạy ra thụ phấn. Thụ phấn cho bí ngòi, bầu bí, khổ qua. Nói chung có cái gì thì mình thụ phấn cái đó. Hoa nó nở gì đó thì mình thụ phấn cái đó vậy đó là nhà. Xong sau đó nữa là đi lên trên chỗ làm. Làm 4 tiếng đồng hồ. Sau khi 4 tiếng đồng hồ thì bắt đầu đi thu hoạch. Đó, đi thu hoạch cây này cây kia cho chị quản lý rồi nha. Rồi mình quay cho cả nhà xem. Đó. Sau khi mà quay xong là có hôm về nhà 3 giờ. 3 giờ mới được ăn trưa rồi nha. Sau đó bắt no. No rồi bơ. Ngồi ngồi ghép video. Ngồi ghép video xong khoảng chừng tiếng tiếng mấy bắt đầu ra vườn. Trời ơi nó quay như trong trống cả nhà ơi. Đâu phải nấu cơm cho con trai ăn đã rồi mới tới mình ăn chứ, về nhà là cơm cho nước cho coi chồng con trước đã rồi mới 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 tới mình ăn. Rồi sau đó nữa mới đi ra vườn ghép video xong mới đi ra vườn. Xong thì ông xã ảnh thấy vậy thì ảnh giúp Nhung Hà tưới nước vòng vòng. Đó, nãy giờ là ảnh tưới nước không á. Mình lo quay video nên ảnh đi tưới nước. Đó. Rồi hả có hôm thì hả tới mà ngày chủ nhật nghỉ á nha. Là mình cũng dậy 6 giờ. Chi đây mình ra mình thụ phấn chấm thôi là mặt trời nó lên cái hoa nó ụp lại cả nhà, mình không thụ phấn được. Lúc đó là nó tỷ lệ đậu trái nó rất là nói chung rất là ít. Mình thích là sáng sớm là đi thụ phấn. Trời ơi cái cây nó đậu, ta nói bí ngòi hả? Tuần nào á có tuần đó cả nhà. Mình đưa tới bí ngòi với lại rau củ là hơn 100 pound. À, vừa rồi thì được 93 pound. Ít cho tới mùa đó ha. Trời ơi, dưa leo nhiều đó, bí ngòi nhiều á. Và là trăm mấy pound không? Là khoảng tầm 50 mấy ký à nha. Là bí ngòi á, nó nặng. Công nhận bí ngòi nó nặng. Bí ngòi dưa leo nó nặng. Nhưng mà chuyến này mình sẽ đi gom dưa leo lại đặng mình muối dưa. À, nói chung muối cũng đâu có ăn gì đâu cả nhà ơi, muối để làm quà. Trời ơi khi bạn tới đó, bạn ông xã tới đó cứ người hũ mang về cho nó vui. Trời ơi. Vậy hả nhà, buồn cười lắm. À, ông xã anh thích gì ha? Anh thích khi bạn tới cái tặng hũ muối dưa, nói vợ tao hả trồng cái bây giờ tao muối nè. Cây nhà lá vườn ta tặng mày hũ dạng thử. Trời ơi, ai cũng ghiền hết trơn cả nhà ơi. Thì ăn có một số bạn người Mỹ thì không có ăn cay được. Thì Nhung Hà cũng có hỏi là có ăn cay được không thì đưa cái hũ cay. Còn không ăn cay được thì có cái muối cái không có hũ mình không có bỏ ớt vô á thì mình đưa cho họ. Nãy gỡ ra nó rụng rồi.
nó loay quay là ta nói là hả 11, 12 giờ mới lên giường ngủ rồi nhà ơi. Nó đuối như con cá đuối ngày nào như ngày nấy vậy. Kể cả cuối tuần cũng vậy, cuối tuần mình còn vô trễ hơn nữa. Tại vì cuối tuần mình không có vô ngủ sớm mà tại vì sao? Mình nghĩ là hả? Ngày mai mình không đi làm. Nhưng mà sáng lúc nào cũng tới giờ đó là nó bắt dậy rồi. Nên là cứ dậy là phải ra vườn. Trời ơi, cái chùm này đã chứ cả nhà. Ôi ôi. Ui, ui. Cả bàn tay đầy luôn. Ui, ui. Đi xem cái mạt của cái cây này là tên gì vậy? Ủa cái này cũng là blue crop luôn mà sao cái này nó lại trái bự hơn ha? Mình nghĩ trái bự là chắc là do nó ít trái hơn. Bên kia nó nhiều trái, nó chia năng lượng nên cái trái nhỏ hơn. Nó cũng là blue crop luôn đó cả nhà. Tại chị Jen chỉ cho mình nhà mua cái cây này. Cái cây blue crop giống chị. Mình thấy người ta bán, thấy cái tên y chang chỉ cái mình lụm liền. Mà mình lụm được có mấy cây à, tại vì người ta được có mấy cây thì mình lụm hết luôn. Còn người ta có cái dạng khác không à. Nhưng mà may mình cũng mua mấy cái dạng khác đắt những bự quá trời đó cả nhà. Thôm nữa nó to lên. Ôi ôi. Trái nhiều hơn nữa ha cả nhà. Giờ nó đang nhỏ nhỏ mini mà mình thấy trái quá trời quá đất rồi. Năm nay mình thu hoạch không biết bao nhiêu video vịt quất vườn nhà rồi đó cả nhà ha. Rồi ở trên chị chủ nữa. Trời ơi, nó đã hết cả nhà. Công nhận bên đây trái cây ham thiệt. À, về Việt Nam là mình thích đi vườn chôm chôm nè. Vườn gì nữa hả? Mình chưa bao giờ đi vườn sầu riêng. Về mình muốn có dịp đi vườn sầu riêng cả nhà. Tiếp tại chỗ mình chưa bao giờ được có cái cơ hội đó. Nếu lần sau mà về Việt Nam á, mà ủa mà sầu riêng là tháng mấy có nhà ơi. Mình muốn được một lần trải nghiệm vào vườn sầu riêng và khui cái trái sầu riêng ăn. Trời ơi chắc đã dữ rồi nha. Tụi mình rất là thích ăn sầu riêng. Mình thì thích chứ ông xã anh đâu thích. Con trai ăn được. Nhưng mà nói thích thì không phải sở thích của nó. Nó thích chôm chôm hơn, chôm chôm ngọt kìa. Thì chôm chôm chua nó không thích. Trời cái cây này cây gì mà cũng trái bự ghê luôn. Lát coi cái mạt coi ở dưới xem là cái mạt nó tên gì. Thấy cái trái nào bự là coi mạt liền. Để lần sau nhìn thấy cái cây đẳng mua chẳng gì nè nhà ơi. Hoặc là chỉ cho bạn mình mua. Này trái còn to hơn cả blue crop luôn. Ôi, đã ghê chưa? Hôm nay toàn tay bự không? Mình trùng lại cả nhà. Không trùng dễ gì có việc quá thái. Mấy chị chim đi vô chị tạm hết. Ngọt quá. Ngon quá là ngon. Cây này thì nó khác cả nhà ơi, tên khác. Không phải blue crop nhưng mà thấy trái cũng ok nè. Mà mình mua cũng có 12 đô à. Mua rẻ ghê ta. Mua được sao cây này mua được rẻ ta. Chắc lúc đó nó nhỏ à nha. Còn giá dính luôn trời. Mình nghĩ là lúc đó chắc là nó đang nhỏ xíu xíu. Cái mê về mình trồng á. Mình bón phân á. Nó bự lên nó sao á. Cho 12 đô dễ gì được cây bự giống vậy. Trái cũng bự hay chưa. Rồi, bà chim bà xem. Bà thèm dữ lắm. Bà thấy mình bà đi đi nãy giờ. Nhưng mà để mình hái mấy đợt xong cái đã. Xong một ít mình sẽ chừa lại cho nó. Cho mình cũng không có giữ lại hết cho bản thân mình.
mình cũng sẽ share, nhưng mà sẽ share một phần. Mà sao con chim nó rất là thích cái trái này nha cả nhà. À, trái mâm xôi đỏ nó không thèm, mâm xôi đen mình cũng thấy nó ăn đâu. Mà vịt quất á, trời ơi, sơ hở một cái là trùng cỡ nào nó cũng chui vô được, nó ăn nó hay lắm. Chim nó hay lắm. Nó mình trùm ở bên vườn bên kia đó nó cũng chui được á. Ngày nào cũng phải bắt mấy con ra ngoài. Nhiều ghê ha. Trái quá chừng. Đây nè. Chị Jen chị chỉ là tìm cái trái mà đừng có cái mặt hồng hồng. Nhưng cái trái này nó ăn chua lắm. Chị chỉ là phải để cho nó chín. Ăn thôi, ăn nó chua lắm em ơi. Nhưng mấy trái này là ok nè. Đó, chín đều như vậy nè. Hái xong mà cái nó có năng lượng á, cái nó chín mấy cái trái khác. Trong thôi mình không hái thì nó cũng lụ đu đó. Luôn là bự. Ui chua, mà nó nhiều trái vậy mà sao trái bự ghê luôn rồi nha. Ồ, đá chưa nè. Nó chưa chín hết nhưng mà những trái mê quá. Lụm liền mấy cái trái chín nè. Đó. Ui, đê mê luôn. Ồ, có mấy trái mà đầy bàn tay luôn rồi nha. Mà nó nhiều trái lắm nha. Ôi cả nhà xem nó cà trùm như vậy nè. Đó. Ui bên đây nè. Trời. Lần đầu tiên mình trồng được vịt quất trái bự vậy luôn á. Hồi năm nay vậy không biết sang năm như thế nào ha. Đã quá. Mê quá. Mà trái cũng bự lắm nè. Đó. Ồ mà cái cây này nó đậu không có đều hả? Có trái thì bự, trái con xíu xíu, hay là cũng một à, có chừng mình nghi mình mua lúc nào cũng hai cây giống nhau hết á, hay là cái cây bên đó nó giống như vậy ta. Mình nhớ hồi đợt đó mình mua cặp cặp á, mình hay mua cặp á, mình nghi chắc là cái tên y chang bên đó quá, tại vì thấy trái cũng bự như giống nó nè. Trái bự ghê luôn ấy. Nhưng mà bên kia nó đậu quá chừng trái mà sao cái cây này nó không đậu nhiều hết. Đầy cái bàn tay. Nếu mà ít quá mình hái, mình chừa lại cho con chim. Cây nào còn nhiều trái thì để lại, chùm lại. Cây nào còn ít trái trở lại cho mấy em ăn. Trời ơi, hái được mấy trái bự đã ghê chưa. Hôm nay là video hái vịt quất. Chưa có gì hái. Được mấy bông cải à. Mình hái cho mọi người xem. Vì bữa giờ mình thu nó chưa kịp ra. Xong đi qua hái mận ăn rồi nhậu. Trời ơi, mình thèm mận dễ sợ luôn. Công nhận lắm. Trời ơi. Cái tên, còn cái tên. Đâu là đâu rồi. Ôi còn cái tên à. Đưa cho mọi người xem. Ờ Toro, Toro cả nhà ơi. À, ôi. Nghiền không cả nhà. Ôi cá chùm này. Ui trời. Wow, ui. Vịt quất gì mà đã trái dữ dằn hết rồi. Chụp tấm thumbnail này cả nhà. Đó. Vịt quất vườn Nhung Hà này. Bao chụp một tấm thumbnail với lại vịt quất vườn nhà Nhung Hà nha.
Ôi, ôi mê quá là mê luôn cả nhà ơi, xem này. Cái trái vịt quất chị mà hả, cà chùm đã dễ sợ chưa. Nó gỡ từng trái một nè. Quá đã luôn nè. Đó, cà chùm này. Cái thơm nó lại cà chùm nữa. Ui chào ơi. Ngon quá, ngon mấy cả nhà. Ngọt quá. Ngon quá, ngon luôn. Nó chín nó nở cái trái đẹp ghê luôn á. Trái nào chín mình hái trước cho nó chín mấy trái khác. Thôi mà được thu hoạch nữa nha ha. Trong đây trái bự bự không? Được cả chùm nữa. Rồi, cái trái vịt quất mà cả nhà. Nó thơm nó ngọt á. Nó ngon quá nhà ơi. Trái bự. Bên trong giống em. Màu hơi trắng trắng, xanh xanh hả? Ngon quá. Ăn cho hết cái mớ củ á. Chưa chưa hết nữa. Ăn này để ăn đá. Để làm sinh tố cho con trai ăn. Ngon quá. À, ít hôm nữa vịt quất men đây mình sẽ thu ha. Bữa hôm mình cũng cái gì mấy hai trái mấy trái thôi nhưng mà nó mới bắt đầu chín rồi nha. Nó cũng nhiều trái dữ lắm. Trái hơi nhỏ chút xíu so với lại mé bên cây nhỏ thôi nhưng mà nhiều trái.